Rồi, xin chào các bạn, thì mình tên là Thư ha. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một unit cực kỳ thú vị trong quyển sách giáo khoa Anh văn lớp 12, đó chính là unit số 11 và với tên gọi là Books ha. Thì như các bạn đã biết thì sách là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Chúng ta đọc sách để có thêm kiến thức ha, để giải trí và có khi là để kết nối với lại thế giới xung quanh. Hãy tưởng tượng thì đọc một quyển sách giống như là thưởng thức một món ăn. Nếu như là một món ăn ngon thì chúng ta sẽ thưởng thức chúng một cách thật là chậm rãi. Còn nếu như là món ăn tuy không ngon nhưng tốt cho sức khỏe thì chúng ta sẽ ăn chúng một cách nhanh chóng để có thể lấy được những chất dinh dưỡng. Cũng giống như là đọc sách, nếu như là quyển sách mà chúng ta yêu thích, một quyển sách thú vị thì chúng ta sẽ đọc cách chậm rãi và nghiền ngẫm chúng, suy ngẫm chúng. Còn nếu mà một quyển sách tuy không thú vị nhưng mà chúng có ích cho chúng ta thì chúng ta cũng phải đọc. Nhưng chúng ta chỉ lấy những ý chính để có thể tiếp thu những kiến thức cần thiết trong quyển sách đó. Và làm cách nào để chúng ta có thể giới thiệu một quyển sách hay hoặc là một quyển sách yêu thích của chúng ta cho người bạn nước ngoài nào đó? Làm thế nào để chúng ta có thể giải thích cách mà chúng ta thưởng thức một cuốn sách nào đó? Thì tất cả sẽ có trong phần reading của unit số 11 trong ngày hôm mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay ha. Và trước khi đến với lại phần reading thì chúng ta sẽ đến với phần vocabulary, đó chính là phần từ vựng ha. Và phần này cũng tương đương với lại task 1 trong sách giáo khoa của chúng ta. Như trên hình chúng ta có thể thấy là cô đầu bếp này đang đếm thử món ăn của mình ha, đang đếm thử. Thì đếm thử trong tiếng Anh chúng ta sẽ có chữ taste ha. Taste. Và đó là một verb ha. Ví dụ would you like to taste the wine? Huh? Would you like to taste the wine? Và taste thì trong món ăn nó có nghĩa là nếm thử, nhưng mà trong đọc sách thì nó có nghĩa là đọc thử một cuốn sách nào đó ha. Chúng ta thử một cuốn nào đó để biết là nó có hay hay là dở, giống như là chúng ta nếm thử một món ăn để biết là nó có ngon hay là không ha. Taste. Rồi, qua từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ có, hay chúng ta có một chú sóc ha, một chú sóc đang nhai ha, đang nhai hạt dẻ. Thì chúng ta có từ nhai trong tiếng Anh là chew ha, chew. Chew, và đó là một verb ha, chew. Ví dụ đây, he is always chewing gum ha. Chúng ta hay có chữ xin gum trong tiếng Việt ha, đó chính là chữ chewing gum. Chewing gum. Và chữ chew này trong đọc sách thì nó có nghĩa là nghiền ngẫm ha, nghiền ngẫm một quyển sách nào đó. Chew, giống như chúng ta nhai để chúng ta thưởng thức hương vị của món ăn ha, thì chew trong đọc sách chính là nghiền ngẫm. Rồi chúng ta đến với chữ tiếp theo ha. Như trên hình thì chúng ta thấy là một người đang nuốt ha, đang nuốt một món ăn hoặc là một món đồ uống nào đó. Thì nuốt trong tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là swallow ha, swallow, swallow. Và swallow này là một verb ha, một verb. Ví dụ như là always chew food well before swallowing it. Always chew food well before swallowing it. Thì chew hồi nãy như chúng ta đã học là nhai ha, thì này có nghĩa là luôn nhai kỹ trước khi nuốt ha, luôn nhai kỹ trước khi nuốt. Và chữ swallow này trong đọc sách thì nó có nghĩa là ngấu nghiến ha, ngấu nghiến một quyển sách nào đó. Rồi, chúng ta đến với chữ tiếp theo ha. Rồi, trên hình là một người đang ăn gà ha, và họ đang chấm gà vô nước sốt ha, chấm gà, chấm vào nước sốt nào đó. Thì chấm trong tiếng Anh là dip into ha, dip into. Rồi, ví dụ như là you can dip into one of our new sauces ha. You can dip into one of our new sauces. Sauces là sốt ha. Thì bạn có thể chấm một trong các loại sốt mới của chúng tôi ha. Và trong đọc sách thì chữ dip into này có nghĩa là đọc
lướt qua thôi ha, đọc lướt qua một quyển sách không thú vị hoặc là không có nhiều kiến thức bổ ích thì chúng ta chỉ cần đọc lướt qua. Rồi, chữ tiếp theo ha, chữ tiếp theo là đây là hệ tiêu hóa ha, hình ảnh trên hình là hệ tiêu hóa của con người. Và tiêu hóa trong tiếng Anh là digest ha, digest, digest. Và nó là một verb ha, một verb. Ví dụ như là humans cannot digest plants such as grass. Humans cannot digest plants such as grass ha. Grass là cỏ ha. Thì có nghĩa là con người không thể tiêu hóa những loại thức ăn giống như là cỏ ha, cỏ. Và digest trong đọc sách thì nó có nghĩa là suy ngẫm ha, suy ngẫm. Rồi, chữ tiếp theo ha. Tiếp theo chúng ta có chính là how to pick up again. How to pick up again. Vậy như trong câu ví dụ thì chúng ta có thể thấy là the book is so boring that I feel it's hard to pick up again. The book is so boring that I feel it's hard to pick up again. Thì một quyển sách mà boring tức là chán ha, chán thì chúng ta sẽ không muốn đọc lại nó ha, chúng ta sẽ không muốn cầm lên lần nữa. Thì hard to pick up again chính là không thể đọc lại lần nữa ha. Từ này là dùng để miêu tả một quyển sách không thú vị ha. Nó ngược lại với lại hard to pick up again chính là hard to put down ha, hard to put down. Ví dụ như là the book is so interesting that I feel it's hard to put down. The book is so interesting that I feel it's hard to put down. Interesting chính là thú vị ha. Và một quyển sách thú vị thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào bỏ nó xuống được ha. Chúng ta sẽ đọc nó trong nhiều giờ liên tiếp. Cho nên hard to put down chính là không thể bỏ xuống ha. Đây là một từ khác ngoài interesting để chúng ta có thể diễn tả được một quyển sách thú vị ha. Rồi, thì chúng ta sẽ lướt sơ qua phần từ vựng một lần nữa. Rồi, đầu tiên chính là nếm thử ha, là taste, taste. Và taste trong đọc sách có nghĩa là đọc thử ha, đọc thử. Và từ tiếp theo chính là nhai ha, nhai sẽ là chew, chew. Và chew trong đọc sách sẽ có nghĩa là nghiền ngẫm ha, nghiền ngẫm, chew. Từ tiếp theo là nuốt ha, nuốt sẽ là swallow. Swallow thì trong đọc sách nó có nghĩa là ngấu nghiến ha, ngấu nghiến một quyển sách nào đó, swallow. Rồi, từ tiếp theo nữa chính là chấm ha, chấm. Chấm thì trong tiếng Anh là dip into ha, dip into. Và dip into trong đọc sách thì nó có nghĩa là đọc lướt qua ha, đọc sơ qua, đọc lướt qua. Rồi, tiếp theo là tiêu hóa ha, tiêu hóa sẽ là digest. Digest thì trong đọc sách có nghĩa là suy ngẫm ha, suy ngẫm. Rồi, để diễn tả một quyển sách chán, không thú vị, chúng ta không muốn đọc lại lần nữa thì chúng ta sẽ dùng từ hard to pick up again ha, hard to pick up again. Và trái ngược với lại hard to pick up again, một quyển sách thú vị mà chúng ta không thể bỏ xuống được, chúng ta phải đọc liên tục trong nhiều giờ thì chúng ta sẽ dùng từ là hard to put down ha. Hard to put down, không thể bỏ xuống ha, không thể bỏ xuống. Và đó là phần từ vựng trong unit 11 ha. Chúng ta sẽ đến với lại task số 2, đó chính là phần trả lời câu hỏi true, false or not mentioned. Và đây là danh sách các câu hỏi ha, đây là danh sách các câu hỏi trong bài đọc. Thì đây là các câu hỏi ha, trong phần true, false or not mentioned trong sách giáo khoa trang 120 ha, trang 120. Thì các bạn dở trang 120 trong sách giáo khoa ra và xem các câu hỏi trong phần bài đọc ha. Rồi. Thì chúng ta sẽ đến với lại câu hỏi số 1 ha, câu hỏi số 1 đó chính là you can't read different types of books in the same way ha. You can't read different types of books in the same way. Và lướt qua sơ qua bài đọc thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được thông tin nào là
bạn có thể đọc nhiều loại quyển sách cùng một cách được. Cho nên là đáp án của câu hỏi này chính là not mentioned ha, not mentioned, không được đề cập trong bài đọc. Rồi, chuyển sang câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ có when you taste a book, you read it carefully from the beginning to the end ha, from the beginning to the end. Rồi, thì trong câu hỏi này chúng ta sẽ có keyword chính là taste a book ha, taste a book. Và chúng ta lật qua trang số 119 để tìm xem là chữ taste a book nó ở chỗ nào ha. Taste a book. Rồi thì ở dòng số 2 chúng ta sẽ thấy là some books are to be tasted ha, some books are to be tasted. Rồi thì hồi nãy trong phần vocabulary, phần từ vựng thì chúng ta đã học qua chữ taste, và taste có nghĩa là đọc thử ha, đọc thử. Cho nên là nếu mà đọc thử thì chúng ta sẽ không thể nào là read carefully from the beginning to the end. Carefully là đọc cẩn thận ha. Đọc thử thì không thể nào là đọc cẩn thận từ đầu đến cuối sách được. Cho nên là đáp án câu này sẽ là false ha, false. Rồi, sang câu số 3 ha, câu số 3. Chính là many people only have time to read when they are traveling ha. Many people only have time to read when they are traveling. Rồi, thì lướt qua bài đọc, mặc dù là có nhắc đến holiday hoặc là train journey, nhưng mà không có thông tin nào đề cập đến việc là nhiều người chỉ có thời gian để đọc khi mà đi du lịch. Cho nên là đáp án câu này sẽ là not mentioned ha, not mentioned. Rồi, tiếp theo câu số 4 sẽ là books with good stories are often described as hard to put down. Books with good stories are often described as hard to put down. Thì khi nãy chúng ta đã học qua chữ hard to put down trong phần vocabulary. Thì hard to put down có nghĩa là một quyển sách thú vị và không thể bỏ xuống được. Cho nên là books with good story, good story chính là câu chuyện hay, câu chuyện thú vị. Thì nó cũng đồng nghĩa với lại một quyển sách thú vị, cho nên là describe as hard to put down được diễn tả như là khó bỏ xuống. Thì đáp án đó chính là true ha, true. Rồi, câu số 5, câu cuối cùng chính là television has replaced books altogether. Television has replaced books altogether. Thì TV đã thay thế quyển sách, những quyển sách một cách hoàn toàn ha. Thì chúng ta sẽ đọc vào đoạn cuối của bài đọc. Chúng ta sẽ thấy được là but in fact television has not killed reading. Television has not killed reading, tức là TV chưa có giết chết được việc đọc sách ha, tức là TV không thể nào mà thay thế được việc đọc sách. Cho nên là đáp án câu hỏi này sẽ là false ha, false. Rồi, thì đây là phần đáp án của task 2, choose false and not mentioned trong phần đọc ha. Thì lặp lại, câu số 1 sẽ là not mentioned, câu số 2 sẽ là false, câu số 3 là not mentioned, câu số 4 là true và câu cuối cùng là false ha, false. Rồi, chúng ta sẽ sang task số 3 là phần câu hỏi và trả lời ha, Q&A. Thì chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên chính là how many ways of reading are there? How many ways of reading are there? Thì cho câu hỏi này chúng ta sẽ nhìn qua phần đoạn đầu tiên của bài reading ha, và câu some books are to be tasted, others to be swallowed, and some feel to be chewed and digested. Vậy là chúng ta sẽ có 3 cách ha để mà đọc một quyển sách. Đầu tiên là taste it, để đọc thử. Thứ hai là để swallow, để ngấu nghiến ha. Và cái thứ ba là để chew and digest it, để suy ngẫm, nghiền ngẫm ha. Thì đáp án là there are 3 ways of reading ha. There are 3 ways of reading. Rồi, tiếp đến câu hỏi số 2 ha, câu hỏi số 2. Đó chính là
When might you swallow a book? When might you swallow a book? Thì swallow có nghĩa là ngấu nghiến ha, ngấu nghiến một quyển sách nào đó. Cho nên là chúng ta sẽ lật sang phần bài đọc và tìm thêm chữ swallow nó nằm ở vị trí nào ha. Rồi thì ngay đầu đoạn số 2 chúng ta có thể thấy được câu là some stories are for swallowing. Some stories are for swallowing. Một số quyển sách, một số câu chuyện thì dùng để nghiền ngẫm ha, để nghiền ngẫm. Thì phần câu tiếp theo chính là imagine that you have found a good story and what is more even more important, the time to enjoy it. Cho nên đáp án của câu này chính là you might swallow a book when you find it interesting and have time to enjoy it. Thì nó có hai nguyên tố quyết định ha, là khi nào chúng ta nên nghiền ngẫm một quyển sách. Đầu tiên là một quyển sách phải thú vị thì chúng ta mới có hứng thú để mà nghiền ngẫm nó, và thứ hai là chúng ta phải có thời gian để mà nghiền ngẫm nó ha. Cho nên đáp án là when you find a book interesting and you have time to enjoy it. Rồi, câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi tiếp theo chính là what should you do before starting to read a book carefully and slowly? Là bạn nên làm gì để mà bạn nên làm gì trước khi bắt đầu đọc một quyển sách thật cẩn thận và chậm rãi? Thì chúng ta sẽ lật qua phần bài đọc và nhìn vào đoạn số 3 ha. Nhìn vào đoạn số 3 thì chúng ta thấy ở dòng số 3 là when you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Check that it is not too difficult. Ha. Nếu như một quyển sách mà quá khó thì chúng ta sẽ không nên lựa chọn nó để đọc ha. Bởi vì quá khó thì chúng ta sẽ cảm thấy nản, cảm thấy chán ha. Chúng ta sẽ không thể đọc được lâu. Rồi, câu tiếp theo chính là what are the advantages of television over books? Ha? What are the advantages of television over books? Là lợi ích của TV so với lại những quyển sách là gì? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong đoạn số 4, đoạn cuối cùng của bài đọc ha. Thì chúng ta sẽ thấy là ở dòng số 2 sẽ có câu why read when television can bring you all the information and stories with color, picture and action. Thì đây, đáp án chính là television can bring you all the information and stories with color, picture and action. TV có thể đem đến cho chúng ta tất cả những cái thông tin và câu chuyện nhưng mà có màu sắc, hình ảnh và cả hành động luôn ha. Rất là sinh động và dễ xem. Đó là advantages của television so với lại books ha, books. Rồi, thì câu cuối cùng là what are the advantages of books over television? Ngược lại ha. Ngược lại thì sách có lợi ích gì so với lại việc xem TV ha? Thì cũng trong đoạn cuối cùng của bài đọc, chúng ta sẽ lướt xuống ha, lướt xuống vài dòng. Chúng ta sẽ thấy được câu là books are still a cheap way to get information and entertainment. And you can keep a book forever and read it many times. Huh? Thì cho nên advantages của books chính là a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Huh? Một quyển sách thì rất là rẻ tiền so với việc mua một cái TV ha, huh? Và nó vẫn giúp được chúng ta có nhiều thông tin và giải trí. Hơn nữa là một quyển sách thì chúng ta có thể giữ nó suốt đời ha, và có thể đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Và đó là advantages của books so với lại television ha. Thì đây cũng là kết thúc của phần bài đọc ha, của phần reading trong unit số 11 books. Rồi, thì sau khi kết thúc phần reading trong unit số 11 books thì chúng ta sẽ đến với lại một bài đọc trong đề thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ha, để áp dụng. Và đây là phần bài đọc đầu tiên trong đề thi này ha, bài đọc đầu tiên trong đề thi này. Thì trước tiên chúng ta sẽ dành ra khoảng 5 phút ha, để mà đọc bài đọc này, đọc sơ qua bài đọc này để trả lời các câu hỏi ha. Rồi, thì sau khi đọc xong bài đọc, chúng ta sẽ tiến đến phần trả lời câu hỏi ha, trả lời câu hỏi. Rồi,
Thì câu hỏi đầu tiên chính là which best serves as the title for the passage, huh? Which best serves as the title for the passage? Thì title ở đây là tiêu đề ha. Thì một trong những đáp án này chúng ta sẽ chọn ra một để mà làm tiêu đề cho bài đọc ha, làm tiêu đề cho bài đọc. Thì để mà quyết định được tiêu đề cho bài đọc thì chúng ta phải biết là bài đọc nói về cái gì ha, nói về cái gì thì chúng ta mới biết được là tiêu đề của bài đọc là gì. Thì quay trở lại bài đọc, chúng ta sẽ thấy bài đọc này đầu tiên sẽ nói về Norwich ha. Norwich, một thành phố ở phía đông của nước Anh ha. Norwich, một thành phố phía đông nước Anh. Và thì đọc sơ qua bài đọc chúng ta sẽ thấy là trong bài đọc sẽ đề cập đến những cái như là luxurious hotels hay là good selection of reasonably priced places to stay. Rồi những cái như là Sainsbury Center hoặc là những cái hire a boat and spend a few days cruising along the rivers. Thì những từ này đều là đề cập đến là việc du lịch ha, du lịch và nghỉ ngơi. Cho nên là chúng ta có thể quyết định được title của bài đọc này là Holidays in Norwich ha, Holidays in Norwich. Holiday chính là kỳ nghỉ ha, kỳ nghỉ ở Norwich. Rồi, đoạn tiếp theo ha, câu tiếp theo sẽ là the word it in paragraph 2 refers to. Thì đây là mẫu câu, đây là dạng câu hỏi reference ha, reference. Thì it trong paragraph 2 thì đầu tiên chúng ta phải tìm được chữ it ha, chữ it đây. Chữ it thì nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên của đoạn số 2 ha. Norwich is not a city of luxurious hotels, but it has a good selection of reasonably priced places to stay in. Thì it ở đây chúng ta phải nhìn xem là đằng trước chữ it này là có những danh từ nào ha. Có Norwich ha, có city và có luxurious hotels. Thì chữ hotel chúng ta sẽ loại ha, bởi vì hotel là số nhiều cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà dùng chữ it để mà nói về hotels được. Và còn đáp án còn lại chỉ có thể là Norwich ha, Norwich. Rồi, câu tiếp theo chính là according to paragraph 2, which is not part of fire from heaven. Thì chúng ta keyword trong câu hỏi này chính là paragraph 2 và fire from heaven ha. Chúng ta quay trở lại bài đọc. Thì chúng ta sẽ tìm chữ fire from heaven ở dưới đây ha. Rồi, thì ta hỏi là cái nào không phải là một phần của cái fire from heaven này. Thì chúng ta sẽ đọc hết cái câu này ha. One event fire from heaven is a tremor and musical performance with fireworks, a laser light show and a carnival with local people dressed in colorful costumes. Thì ở trong đây fire from heaven sẽ gồm có drama and musical performance, sẽ có fireworks ha, sẽ có laser light show và sẽ có một cái carnival. Carnival thì tức là nó sẽ có gồm một màn trình diễn kịch và nhạc kịch với pháo hoa, với màn trình diễn ánh sáng và một lễ hội carnival ha. Thì trong đây chúng ta sẽ thấy là campfire không hề được đề cập trong cái sự kiện fire from heaven này, cho nên campfire chính là đáp án cho câu hỏi số 3 này ha, campfire. Rồi, câu tiếp theo sẽ là the word cruising in paragraph 4 mostly means the word cruising ha, cruising. Thì chúng ta sẽ tìm chữ cruising trong paragraph 4 là gì. Rồi, thì cruising là đây, ở ngay dòng số 2 của đoạn 4 ha. You could hire a boat and spend a few days cruising along the rivers. Thì chúng ta có thể thấy cruising là hành động nào đó thì sẽ phải dùng thuyền ha, dùng thuyền và có thể đi được nhiều ngày, spend a few days, dùng thuyền và đi được nhiều ngày. Thì ở đây chữ kết hợp
Này, moving on land là chắc chắn chúng ta sẽ loại ha, bởi vì là mình phải dùng thuyền cho nên không thể nào là moving on land được. Tiếp theo là surfing. Surfing là lướt sóng, lướt sóng thì không thể nào lướt mấy ngày liên tiếp được, cho nên đây cũng không phải là đáp án ha. Và swimming cũng đương nhiên không phải ha, bởi vì swimming mình không có dùng boat, không có dùng thuyền ha. Thì đáp án chỉ có thể là câu C, traveling by boat ha. Đi du lịch bằng thuyền. Rồi, câu cuối cùng. According to the passage, where is the Sainsbury Center for Visual Arts located? Thì chúng ta sẽ tìm coi là cái Sainsbury Center for Visual Arts này nó được nằm ở đâu ha. Rồi, thì chúng ta sẽ nhìn trong đoạn số 3 là Norwich is also home to the Sainsbury Center for Visual Arts. Đây, cái địa danh được đề cập trong câu hỏi ha. Thì chúng ta sẽ tìm coi nó ở đâu. Và đây, địa điểm thì nó nằm ở ngay kế bên cái tên luôn ha. A world class collection of international art in a building at the University of East Anglia. Cho nên đáp án của nó chính là in a building at the University of East Anglia ha. Nằm ở tòa nhà trong một trường đại học của phía đông Anglia ha. Thôi, và đến đây thì là phần giải đề trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2019 cũng kết thúc ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.